Hello các em. Hello. Hello các thanh niên. Thanh niên gì đúng không? Hello các em. Chào tất cả các bạn. Chào Hồng Ngọc nhá, chào Trọng Tuấn, chào Kim Tiến, chào Văn Duy, chào Nguyễn Hiếu, chào các em. Chào Đỗ Đại Học, chào Đoàn Uyên, chào Mai Anh. Chào chào Thảo Vi. Mười giờ đêm rồi, liệu còn được 200 bạn xem không ta? Giờ này thì lại thích livestream mặt rồi các em ạ, lâu quá không hiện hữu mặt ra, nhiều đứa nó quên mất mặt thầy, nó quên mất độ đẹp trai của thầy như thế nào, lại phải livestream mặt. Ok, chào Thân Linh, chào Minh Ngọc, chào Hải Yến, chào Thanh Trường, chào Hoàng Tiếm, chào Đức Thắng. Đây có file đẹp rồi đấy, file đẹp rồi nè, nhìn chưa? File rất đẹp. Vẽ hình rất đỉnh đúng không? Cụ Đỗ đã trở lại và lợi hại như xưa. Ok, chào Hoàng Thông, chào Hoàng Xuân Đức. Cụ Đỗ đã trở lại và quằn quại hơn xưa. Cụ Đỗ đã trở lại các em nhá. Cụ Đỗ đã trở lại và quằn quại hơn xưa. Cụ Đỗ gõ đè thì thấy thật các em, đừng ai địch lại được. Nhưng cụ ấy phải trở lại cơ. Cụ mất tích hơi lâu các em ạ. Nào, liệu được 200 bạn xem không nào? Và tối nay thầy sẽ thực chiến cho các em 10 câu khó nhất của đề Kim Liên Hà Nội. 10 câu này thầy chưa làm, thầy còn chưa nhìn, chưa hề làm và chưa hề nhìn. Tối nay thầy đi ăn ăn ở bên ngoài, đi ăn họp, thầy đi họp. Đấy, bây giờ mới về thì thầy định livestream là thực chiến lý thuyết cơ. Nhưng mà thấy ngứa mắt cái đề Kim Liên quá, được chưa? Phải chiến luôn, bởi vì vì sao ngứa mắt? Bởi vì nó vừa mới thi chiều nay mà cái gì nóng thường thường ăn sẽ ngon hơn, được chưa? Đấy, nên là thầy sẽ làm series các trường chữa. Sau này thầy sẽ lập một fanpage, được chưa? Chuyên sưu tầm và chữa đề thi thử của các trường chuyên, kể cả các môn toán, lý và hóa, được chưa? Nha, và ngày mai hoặc ngày kia các em hãy đón chờ cái fanpage đó, được chưa? Fanpage chuyên sưu tầm đề thi ở các trường chuyên trên cả nước, trường điểm, được chưa? Tóm lại là đề không cần chuyên hay điểm gì hết, chỉ cần đề trường nào hay là thầy sẽ up lên fanpage đó, được chưa? Vô số đề cho các em làm, rất nhiều đề toán, lý, hóa và cả tiếng Anh nữa nha. Ngày mai hoặc ngày kia các bạn hãy đón chờ fanpage đó của thầy, được chưa? Fanpage chuyên các đề thi thử nha. Ok chưa? Các em ủng hộ không? Nha, và ngày mai có 3 chuyên là thi, chuyên Vĩnh Phúc thi này, chuyên Phan Bội Châu thi này và chuyên chuyên gì nữa nhỉ? Riêng ngày mai có 3 trường chuyên thi, Vĩnh Phúc, Phan Bội Châu và chuyên Biên Hòa, được chưa? Riêng ngày mai có 3 trường chuyên thi là chuyên Vĩnh Phúc này, chuyên Phan Bội Châu và chuyên Biên Hòa. Nên là bạn nào có đề gửi thầy nhá. Chuyên Vĩnh Phúc thì thầy có đề rồi, bởi vì cụ Đỗ là cụ học ở chuyên Vĩnh Phúc, được chưa? Chuyên Phan Bội Châu với lại chuyên Biên Hòa thì thầy chưa có đề. Nên bạn nào học ở trường chuyên Phan Bội Châu và chuyên Yên Hòa thì nhớ bắn thầy bắn đề cho thầy nhá, được chưa? Bắn nhanh nhất và sớm nhất nhá. Ok chưa? Và thầy sẽ lập ra một fanpage chuyên chữa đề thi thử các trường chuyên và for free, được chưa? Cho tất cả các bạn cùng có thể học. Bây giờ kiến thức là phải chia sẻ và kiến thức phải lan tỏa, được chưa? Ok chưa? Đã. Ok. Rồi bây giờ chúng ta mai là cả chuyên Quỳnh Lưu 1 Nghệ An nữa. Tóm lại là ngày mai có đề trường nào các bạn bắn hết cho thầy, được chưa? Thầy sẽ cân tất. Hôm nay các em hãy nhìn thầy đây, được chưa? Thầy sẽ thực chiến cho các em 10 câu khó nhất trong đề trường chuyên Kim Liên đi, được chưa? Nói là chuyên Kim Liên đi cho nó ngầu, được chưa? Nha, trường chuyên Kim Liên, đúng không ạ? Và sẽ làm luôn từ câu số 18 đi, đúng không? Đồ thị làm nha. Đồ thị là
phệt luôn, được chưa? Quất luôn đồ thị nào. Các bạn làm cùng với thầy câu 18, được chưa? Vậy thì nó ra 11 câu khó nhất rồi nhá. Đề thầy Ngọc Anh cũng lúc nào cũng là đẹp và hit, được chưa? Nhá. Đẹp và đi kèm với hit nhá. Ờ được rồi, mai cả chuyên quốc tế Hải An Hải Phòng được, gửi hết cho thầy, được chưa? Thầy sẽ lập riêng một fanpage phi lợi nhuận nhá, chuyên giải các đề trường chuyên, được chưa? Đấy, toán lý hóa tiếng Anh. Ok chưa? Ok nha. Và tối nay bạn nào chia sẻ cái file, chia sẻ cái live stream này thì sẽ được thầy gửi cho đề là một này, đề đẹp luôn và lời giải chi con nhà bà Tiết. Đêm nay thầy sẽ thức xuyên đêm để gõ cái lời giải này. Thầy rất ngứa mắt với cái đề này, được chưa? Vì nó vừa mới ra thi chiều nay xong. Đơn giản chỉ là thế. Ok không? Đấy, phải chiến luôn, được chưa? Các bạn nhìn một đề là cái phải ngẫu nghiên, đúng không? Phải ngẫu nghiên, phải dày xéo nó, phải nghiên cứu nó, phải ngẫm nghĩ nó và phải đâm thật sâu nó để chưa thủng ra được gì thôi. Ok chưa? Nào, chiến nhá. Ok. Nào, bắt đầu chưa nhỉ? Được bao nhiêu chia sẻ rồi? Ui giời ơi, sao ông chia sẻ yếu đuối thế? Rồi ôi, thầy đã mất công lên livestream chữa này là các em phải ủng hộ thầy một chia sẻ, được chưa? Một like, một chia sẻ mất có 5 giây thôi, nghe chưa ạ? Ok. Và còn đón chờ cái fanpage của thầy nữa nha, fanpage chuyên đề thi thử các trường, được chưa? Ngày mai hoặc ngày kia thầy sẽ công bố lên, đúng chưa? Thầy phải rủ xem thầy Đức có làm hay không, hoặc là cô Liễu có làm hay không, hay là thầy Cường có làm hay không thì phải đầy đủ các môn, được chưa? Nó mới sướng đúng không em? Nha. Ok. Rồi. Nào, câu số 18 các bạn chiến luôn, thầy chỉ chữa câu khó nhá, được chưa? Còn câu dễ thầy sẽ giải chi tiết cho các bạn xuyên đêm nay, được chưa? Xuyên đêm nay thầy Ngọc Anh chỉ ngồi giải chi tiết thôi vì hôm nay thầy ăn hơi nhiều hải sản chắc là không ngủ được nha. Nên là đêm nay là thầy sẽ ngấu nghiến cái đề này, được chưa? Đêm nay là thầy sẽ ngấu nghiến cái đề này và để cho thầy ngấu nghiến được cả đêm, thầy xin các bạn một chia sẻ, được chưa? Để ủng hộ thầy đêm nay thức xuyên đêm chiến cái đề này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quất đề này, được chưa? Sẽ quất đề này 10 câu thực chiến khó nhất, nghe chưa? Thực chiến 10 câu khó nhất. Thực chiến 10 câu khó nhất nha. Thầy cũng chưa hề làm đâu. Và nếu mà trong quá trình chưa có gì sai sót các bạn thông cảm nha. Vì thầy cũng chưa làm, thầy cũng như các em thôi, bây giờ mới sờ vào đề này, được chưa? Và các bạn sẽ cùng xem cái tư duy của thầy cùng chữa đề này với các em như thế nào. Ok chưa? Nào. Một máy phát điện xoay chiều một pha có P cặp cực, P cực nam và P cực bắc. Được chưa ạ? Có P cặp cực, yên tâm rồi, đơn vị là chuẩn rồi. Được chưa ạ? Tiếp quay với tốc độ là 1.000 vòng trên phút. Tốc độ quay của nó 1.000 vòng trên phút, đổi về thầy ra giây đi. 1.000 vòng trên phút, tức là 1.000 phần 60, đơn vị là vòng trên giây. Đúng chưa? Có tốc độ rồi, bây giờ yêu cầu tính P. Các em biết rồi, F thì bằng P nhân với N. Đúng ạ? Tính số cặp cực. Vậy các bạn phải xem F là bao nhiêu? F thì lại bằng 1 phần chu kỳ. Được chưa ạ? F thì lại bằng 1 phần chu kỳ. Chu kỳ của nó là mấy giây đây? Các em đếm với thầy nha. Một hình sin hoàn chỉnh chính là một chu kỳ. Chúng ta đếm với thầy nửa hình sin là mấy ô ly nào? 1 ô ly, 2 ô ly, 3 ô ly, 4 ô ly, 5 ô ly, 6 ô ly. Vậy thì một chu kỳ của chúng ta phải là 12 ô ly. Cái mà thầy vừa đếm nó chỉ là một nửa chu kỳ thôi, được chưa ạ? Nó chỉ là một nửa hình sin thôi nhá. Vậy các bạn nhìn luôn, một ô ly này ứng với 5 mili giây. Vậy thì 12 ô ly là 12 nhân với 5 mili giây, tức là 10 mũ trừ 3, đúng không em? Vậy thay vào đây thôi nha, 1 phần 12 nhân với 5 nhân với 10 mũ trừ 3, được chưa? Có N rồi, tính ra P, nghe chưa? Thế là xong, đúng không ạ? Đậu xanh mới tính thầy đâu nhỉ? Đây, đúng không? Câu đầu tiên, nhạt tẹt, đúng không ạ? Câu đầu tiên, nhạt tẹt, đáp án là gì nào? A hay là D nào? A hay là D, được chưa? A hay là D, nào? Bấm nhá. 1 phần 12 nhân với 5 nhân đến 10 mũ trừ 3, được chưa? Chia cho N là 1.000 phần 6, được chưa? Xong là ra P. P của chúng ta á đủ F bằng P nhân N. Sao lại vậy nhỉ? 1 phần 12 nhân với 5 sao lại ra 1 phần 10 cơ ông nhỉ? F bằng P nhân N, F bằng 1 trên T, 1.000 vòng trên phút. Sao cái này lại ra là 1 phần 10 cơ ông nhỉ? Thầy nhầm ở đâu à? 1.000 vòng trên phút. Ok. Nhầm ở đâu nhỉ? 12 ô ly, 1 ô ly là 5 nhân đến 10 mũ trừ 3. Mili là mũ trừ 3, đúng rồi. Cái đậu xanh chia cho 60 ạ. Ôi giời ơi, 1 P bằng 1. Và nó là 1 cặp con nhà bà cực. Đấy chưa ạ? 1 cặp cực. Xong chưa? Một cặp cực nha. Vậy thì câu 18 này đáp án đúng.
là đáp án B. Đấy chưa ạ? Và các bạn nhớ này, một cặp cực, và nếu nó hỏi là hai cực thì nó phải là mấy cực các bạn nhỉ? Một cặp cực tức là hai cực. Nếu mà đầu bài hỏi các bạn số cực, đúng không? Nếu đầu bài hỏi các em số cực thì các em phải khoanh đáp án C. Đúng chưa? May là nó hỏi cặp cực, tí thì hẹo. Được chưa? Ok, khởi động. khởi động. Ok, chơi câu khó nhá. Khởi động. Thôi câu này dễ rồi. Có phải chơi câu này không? Thôi chữa luôn câu 2, 3 đi. Thôi tóm lại nhìn thấy câu nào cứ dài thầy quẹt nhá. Được chưa? Nhá. Nhìn thấy câu nào dài thầy quẹt, được chưa? Nhìn thấy cứ thấy câu nào dài thầy quẹt nhá. Ok. Nào, câu 2, 3. Quẹt luôn 2, 3 nào. Một sóng ngang có tần số là 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ là 60m trên một giây. M và N là hai điểm trên dây có cách nhau là 0,75m. Sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục biểu diễn ly độ của các điểm là chiều dương hướng lên. Tại thời điểm M có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống thì N sẽ có ly độ gì? Đấy. Và chuyển động theo chiều gì? Đấy chưa ạ? Nào, các em phải tính cho thầy cái gì các bạn nhỉ? Lambda đã. Lambda thì bằng V chia cho F. Được chưa? V là bằng mấy nào? Bằng 60m trên 1 giây là bằng 6.000, đúng không ạ? Chia cho tần số là 100. Chúng ta có được lambda là bằng 60cm. Khoảng cách của nó là D bằng 75cm. 75cm nó là bao nhiêu lần của lambda? Các bạn lấy này, 75 chia cho 60. Được chưa? Nó bằng 5 lambda chia cho 4. Nó bằng 1 lambda cộng với lambda chia 4. Xong chưa ạ? Và lambda các bạn bỏ đi, đúng không ạ? Lambda chia 4 là góc lệch là 90 độ. Các em nhìn này, lấy lambda là 360, 360 chia 4 là lệch 90 chưa? Lệch nhau 90 độ, nhưng cụ thể thằng nào sớm pha hơn các em nhỉ? Sóng truyền từ M đến N. Do sóng đi từ M đến N nên suy ra là M nó phải là sớm pha hơn. Được chưa? Đấy. M sớm pha hơn N. M sớm pha hơn N tức là N là trễ pha hơn M. Được chưa? N trễ hơn. Các em hãy vẽ thầy cái vòng tròn lượng con nhà bà giác. Xong chưa? Nào, gốc O đây. Người ta bảo là điểm M có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống. Đi xuống tức là đi về biên âm các bạn nha. Đây là điểm M. M có ly độ âm chưa? Đúng rồi, hình chiếu sang phần âm. Và đi xuống là đi về biên âm. Nghe chưa? Đấy. Âm và đi xuống. Thằng M lại sớm pha hơn thằng N 90 độ, tức là thằng QN nó ở phía sau. Thằng N nó ở phía sau như này, đúng không ạ? N phải đuổi theo M một góc là 90. Lúc này ly độ của N là dương, ly độ dương, nhưng đang có chiều. Em nhớ các vector thì quét ngược chiều kim đồng hồ, đúng chưa? Nó đang đi về biên âm đấy các ông này. Đang đi về biên âm tức là đi xuống, còn đang đi về biên dương nó mới là đi lên. Vậy là dương và đi xuống, đáp án D chính xác. Câu này đáp án D, đúng không ạ? 2, 3 đáp án D. Nhạt tuyệt, đúng không? Nhạt tuyệt. Câu này dễ. Nào. Câu 28 phải chữa không nhỉ? 28, 29. Thì thấy dài chữa luôn đi. Nhưng thầy nghĩ mấy câu này dễ thôi. Được chưa? Thầy nghĩ mấy câu này dễ thôi. Có phải chữa 28, 29 không nhỉ? Thôi 28 dễ quá các em ạ. Được chưa? 28 dễ quá, được chưa? 10 năm vân sáng liên tiếp thì là gì các bạn nhỉ? 14Y, được chưa? Thôi nhá, câu 28 thì thôi nhá. Câu này câu 29 đi, được chưa? Câu 29 đi, nhá. Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lý người Pháp Bio đi đùa là cái gì nhỉ? Thằng Đỗ này gõ kiểu ông, cụ Đỗ này có kiểu gì nhỉ? Đi đùa một ống gang là cái gì nhỉ? Đi đập chứ nhỉ? Hay là cái gì nhỉ? Một ống gang dài 951,25m đi đập thì phải. Một người đập một nhát búa vào đầu ống gang, một người còn lại nghe thấy tiếng gì các bạn? Tiếng gõ, đúng không? Tiếng vang, và sẽ nghe thấy hai âm vang. Một là âm vang đập vào trong gì các bạn? Gang, nó âm thanh nó truyền trong gang. Và âm thanh khác là truyền trong không khí. Vậy thì âm thanh truyền trong gang thì sẽ nhanh hơn, đúng không? Trong chất rắn là sẽ đi nhanh hơn, được chưa? Nha, hơn là ngoài không khí. Hai tiếng cách nhau là 2,5 giây. Em sẽ biết luôn là thời gian truyền trong không khí trừ cho thời gian truyền trong gang là bằng 2,5 giây, được chưa? Nhớ chưa? Bởi vì trong không khí là truyền lâu hơn, đúng không? Và thời gian thì bằng quãng đường chia cho vận tốc, được chưa? Trừ cho quãng đường chia cho vận tốc, đúng không ạ? Vận tốc trong gang, nghe chưa? Đấy, là bằng 2,5, đúng không? Thời gian là bằng quãng đường trừ vận tốc.
À chia vận tốc, thầy xin lỗi. Được chưa? Và cái gang này dài là 951,25 m, đúng không ạ? Tốc độ âm trong không khí là 340 m trên giây. Các bạn chia hộ thầy thôi. Lấy 2,5 này chia cho 951,25, đúng không ạ? Rồi lấy 1/340 trừ cho answer, đúng không ạ? Và lấy 1 chia answer ngược lại. Đây, vận tốc truyền âm trong gang là 3194 m trên giây. Nghe chưa? Các em tự thay số vào nhá. V gang, được chưa? Là 3194 m trên giây. Xong chưa? Đáp án đúng là gì các em? B. Xong chưa? 29B. Câu này cũng dễ. Câu này cũng dễ. Đập đúng không? Đã dùng à? Ok, đã dùng. Bố nhà ông Đỗ gõ linh ta linh tinh. Rồi, câu 30 thì thầy chúng làm luôn cho nhanh. Các bạn dùng phương pháp số phức đúng không ạ? Viết phương trình của y, bấm máy số phức 1 2 đúng không ạ? Nào, 100 căn 2 bao nhiêu nhỉ? Góc 30 độ chia cho r phức. Mạch này có r phức không? Ồ, mạch chỉ có ZL ZC thôi, là 100y trừ cho 50y, được chưa? Shift 23 bằng, xong chưa? Rồi, nó là 2 căn 2 góc âm 60. Vậy thì câu 30 đáp án A là chính xác, đúng không em? Các em dùng phương pháp số phức nhá. Chuẩn chưa? Chuẩn nhá. Rồi, đây. Đây bắt đầu mới sang là 10 câu khó nhất. Đây, bắt đầu bây giờ thầy mới thực chiến nào. Bắt đầu bây giờ thầy Ngọc Anh mới thực chiến cho các em từ câu 31 trở đi. Đấy chưa? Các bạn sẵn sàng thực chiến chưa? Bước vào 10 câu khó nhất. Các em đã qua những cái chuỗi câu dễ rồi. Bây giờ là các bạn bắt đầu vào những câu khó hơn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chiến đấu những câu khó hơn chưa? Và đây chính là 10 câu khó nhất từ câu 31 đến câu 40. Và tí nữa thầy có nói tiếng Ả Rập Xê Út thì các bạn thông cảm nha, bởi vì nó là 10 câu khó nhất, thấy chưa? Đấy, còn từ câu 1 đến câu 30 thầy sẽ gõ lời giải chi con nhà bà Tiết cho các em. Từ 1 đến 30 là thầy sẽ gõ lời giải chi tiết, được chưa? Từ 1 đến 30 nhá. Còn từ 31 trở đi là thầy sẽ gọi chung là sẽ nói tiếng Ả Rập Xê Út. Rất khó. Thầy cũng biết là rất khó đấy, không đơn giản đâu. Nào, câu 31. Đề đề Kim Liên thường thường là đề khó. Hai nguồn kết hợp AB cách nhau là 16 cm, dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình như thế này. Đấy chưa? C là một điểm trên mặt nước thuộc một cực tiểu giao thoa. Giữa C và trung trực còn một đường cực đại. Ôi, câu này trẻ con, đúng không ạ? Nào, các bạn nhìn luôn. Đây. Tưởng thế nào, đúng không ạ? Câu này vẫn chiến được. Xong chưa? C thuộc một cực tiểu giao thoa. Và giữa C và đường trung trực còn một cực đại giao thoa nữa. Được chưa các em nhỉ? Đây. Vậy thì C thuộc cực tiểu này, đúng không? Thầy vẽ nó không cân đối lắm, nhưng tôi chấp nhận nhá. Được chưa? Rồi. Ok. Và đây là AC là 17,2, CB của chúng ta là bằng 13,6, đúng chưa? Và các bạn nhìn luôn này, trung trực là 0, đây là 1, cực tiểu tiếp theo sẽ là 1,5, đúng ạ? Vậy thì C thuộc bậc 1,5, vậy có chỉ có AC trừ cho CB là bằng 1,5 lambda. Đấy, được chưa? Ở nhà tuyệt, đúng ạ? Nhà tuyệt nha. Và người ta bảo là gì các bạn nhỉ? Tính số cực đại trên AC à? Tính lambda đã, đúng không ạ? 17,2 trừ cho 13,6, đúng không? Chia cho 1,5. Chúng ta có lambda được bao nhiêu các em? 2,4. Xong chưa ạ? Mà lại có AB là bằng 16. Đúng không? Tính bậc của AB cho thầy, lấy trừ 16 chia cho 2,4. Bậc của AB là âm 6,67. Bậc của A là âm 6,67. Bậc của C là 1,5. Vậy thì trên AC có bao nhiêu cực đại? Trên AC đúng không? Các bạn đếm từ mút A đến mút C sẽ bắt đầu từ âm 6, âm 5, vân 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 đến 1, đúng không ạ? Bao nhiêu các bạn nhỉ? Chính là âm 6 đến âm 1 là bằng 6, 0, 1 là 8, đúng chưa? Có tất cả 8 cực đại, đúng chưa? Yêu cầu tính số cực đại trên AC, các em chỉ việc đếm từ mút A đến mút C, đấy chưa? Đầu mút A là âm 6,7 chưa? Thì cái điểm cực đại đầu tiên là âm 6, xong âm 5. Âm 6 đến âm 1 là 6, đúng không ạ? Xong rồi 0, xong rồi 1, có tất cả là 8 cực đại. Vậy đáp án đúng của câu này là câu A. Thằng Ngọc Anh D đây. Úi giời ơi, thằng Nguyễn Văn Duy, đầu em chỉ là mọc tóc thôi à? Hả? Ôi giời ơi. Nào, tiếp tục, các bạn hiểu 31 chưa? Nào, thầy giảng rất là chậm rồi đấy. Đấy chưa? Đấy chưa? Nào, tiếp tục đến câu 32, chúng ta thực chiến các em nha.
Đây là thực chiến, nghe chưa? Đây là thực chiến. Đấy, thầy sẽ làm cho các em chuỗi series thực chiến. Thầy sẽ không nhìn đề trước và thầy chỉ có làm thôi. Thấy chưa? 32. Úi giời, câu này thầy dạy bao nhiêu lần rồi? Mạch điện này là RLRC. Úi giời ơi, câu này thầy phải chữa hàng nghìn lần rồi các em ạ. Úi giời ơi. Câu này thầy chữa hàng nghìn lần rồi và đây là lần thứ 1001. Đúng không? Đây là thứ 1001. Được rồi, quá nhiều lần chơi câu này rồi. Quá quá nhiều lần chơi câu này rồi. Đây là điểm N, nhìn thế này rất khó khó chịu đây này. Dạ. Đây là điểm M đây này. Đây điểm B. Bạn lại cho N trước M sau à, để chôn. Bạn nào mà không làm cẩn thận là toang ấy nhá. Người ta cho là UAM vuông pha với UNB. Úi giời ơi, câu này chữa đến hàng nghìn lần rồi. Các bạn dùng phương pháp gì nhỉ? Chúng ta dùng phương pháp là phương pháp quy đổi góc. Nghe chưa? Quy đổi góc nha. Người ta cho R lớn bằng R nhỏ. Thấy chưa nào? Quy đổi góc. Do AM và NB là vuông pha đây này, AM này vuông pha với NB này, đúng không ạ? Sẽ có được là phi AM cộng với lại phi NB bằng bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Bằng 90 độ, đúng không ạ? Vậy thì phi AM cộng với phi NB bằng 90, tổng hai góc bằng 90. Các bạn sẽ dùng là cốt bình phi AM, đúng không? Cộng với cốt bình phi NB bằng mấy không nhỉ? Bằng 1. Chúng ta có 3 dữ kiện cần tìm, tổng cốt bình là 1, tổng sin bình là 1 và tích tan là 1, đúng chưa? Vậy thì vì sao chúng ta ở đây chúng ta lại dùng lại tổng cốt bình? Vì sao lại dùng tổng cốt bình các bạn nhỉ? Bởi vì người ta cho u hiệu dụng của mỗi thằng này này, đúng không ạ? Bằng 30 căn 10, đúng không? Các em phải dùng cho thầy là tổng cốt bình, nghe chưa? Tổng cốt bình nhá. Sẽ có được là u AM đúng không? Là u, thầy xin lỗi nhầm nhầm nhầm. U lớn đúng không? Cốt bình đúng không ạ? Cốt bình. Cốt thì là R trên Z. Vậy đây là UR chia U toàn mạch. AM nó có chứa hai cái R là cả R lớn và R nhỏ. Đúng chưa? Bình phương chia cho UAM. Thôi viết luôn đi. 30 căn 10 tất cả bình. Đúng không ạ? UMB, à UNB. NB thì chỉ có mỗi thằng R nhỏ thôi. Là UR nhỏ bình phương chia cho 30 căn 10 bình phương. Được chưa ạ? Nha. Đấy, bằng số 1. Chỉ dùng quy đổi góc thôi. Và do R lớn bằng R nhỏ nên là UR lớn sẽ bằng UR nhỏ. Xong chưa? Hợp lý quá, đúng không ạ? Đây sẽ là hai lần UR lớn, bình phương là 5 lần UR lớn, đây là UR lớn. À thì xin lỗi, bình phương là 4 lần UR lớn cộng với 1 lần UR lớn là 5 lần UR lớn, đúng không ạ? Sẽ có được là 30 căn 10 bình phương chia cho 5 và căn ra, đúng không em? Các em có được là UR lớn bằng UR nhỏ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 30 căn 2. Xong chưa? Bằng 30 căn 2. Bài này nếu mà các em có dùng giản đồ thì quy về cách này, được chưa? Giản đồ cuối cùng lại quy về đại số, nghe chưa? Giản đồ thì có cuối cùng cũng quy về đại số mà thôi. Xong chưa? 30 căn 2, nhớ là do hai thằng cu này bằng nhau nhá, đúng không ạ? Các bạn nhớ này, cốt phi thông thường nó là R trên Z, đúng không ạ? Thì chính là UR chia U toàn mạch, nghe chưa? Và ta xét mạch AM, mạch AM thì có hai thằng R, nên là cả R lớn và R nhỏ. Còn UAM là 30 căn 10, đầu bài cho rồi, nghe chưa ạ? Rồi bây giờ tính U toàn mạch, các bạn phải làm nốt đây này. Ta có được là UMB bình phương, thầy xin lỗi, UNB bình phương, nó là UR nhỏ bình phương cộng với ULC bình phương. Có đúng không các em nhỉ? Mạch NB là có thằng R nhỏ và thằng LC, đúng không ạ? Thì là UR nhỏ bình cộng với ULC bình. Em bấm máy hộ thầy nhá. 30 căn 10 bình phương trừ cho 30 căn 2 bình phương, đúng chưa? Thằng ULC bình phương là 7200. Đầu bài yêu cầu tính U toàn mạch. U toàn mạch bình nó là UR nhỏ bình cộng với UR lớn bình cộng với ULC bình. Xong. Có đúng là câu này thầy chữa được hàng nghìn nghìn lần rồi không? Rất rất nhiều lần. 60 căn 2 các em nhá. Hai này bằng nhau, được chưa? 60 căn 2. Thầy chữa hàng nghìn lần rồi và đây là lần thứ 1001. Bạn nào mà học sinh của thầy mà không làm được câu này là thầy hơi buồn đấy, nghe chưa? Căn ra thôi. 120, 32 đáp án A chính xác. Nào, các em có thừa nhận với thầy là thầy đã chữa 1000 lần câu này không? Ý là 1000 là số nhiều, ý là thầy đã chữa rất rất nhiều lần câu này rồi. Nhiều lắm rồi, thầy không thể đếm được hết bao nhiêu lần thầy đã chữa câu này. Thầy cho câu này dưới dạng là đồ thị này, cho dưới dạng bằng chữ thầy cũng cho này, các loại thầy đều cho rồi, đúng không? Quá nhiều lần rồi. Nào, ai đúng câu này giơ tay nào. Nào, ai đúng câu này giơ tay nào. Xem có phụ công thầy không?
Vì thầy trước câu này gần như là quá tủ rồi, thấy chưa? Tủ lắm rồi, tủ lạnh tivi rồi, thấy chưa? Nào các bạn không được câu này nữa nào, hơi phụ công thầy đấy, nghe chưa? Hơi phụ công thầy đấy, thầy chưa, hơi bị nhiều đấy. Nào, phương pháp quy đổi góc thầy đã chữa này, đồ thị thầy chữa này, rồi đề thi thử không biết bao nhiêu lần gặp câu này. Không, kiểu giản đồ nó cũng quy về kiểu này thôi, nó không khác gì nhau. Kiểu giản đồ lại phải quy về kiểu này, thấy chưa? Giản đồ cuối cùng lại phải thành về góc, nghe chưa? Nha. Giản đồ lại cuối cùng phải quy đổi ra góc, không có gì khác nhau cả. Nha. Rồi lại đưa về góc. Giản đồ lại phải đưa về góc, không có gì khác nhau cả. Đấy, nó lại hay như vậy cơ. Này, ok, tiếp. 33. Thực chiến tiếp câu 33. Một con lắc đơn có chiều dài 50 cm. Ok, chiều dài là 0,5 m. Xong. Khối lượng M là 0,01 kg. Xong. Điện tích Q là 5 microcoulomb. Ok, dương luôn. Xong. Được chưa? Tiếp theo. Dao động điều hòa trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường E là 10 mũ 4 vôn trên mét thẳng đứng hướng xuống. Được chưa? Vôn trên mét thẳng đứng hướng xuống. Nha. Chu kỳ dao động mới là bao nhiêu? Các em phải hiểu luôn là do G trọng trường luôn hướng xuống cái này. Điện tích này lại dương, điện trường cũng hướng xuống, làm cho lực điện cũng hướng xuống, đúng chưa? Bởi vì E thì bằng F, à F điện thì bằng E nhân Q, Q mà dương thì F điện và E là ngược chiều đấy nha. Nhớ thầy này, F điện này là bằng E nhân với Q, đấy chưa ạ? Đó. Thắng Q này mà dương thì F điện và E cùng chiều. Và F điện hướng xuống thì gia tốc A cũng là hướng xuống. Được chưa các bạn nhỉ? Đấy, A và G cùng chiều nên cái G phẩy mới sẽ là G cộng với A. Và A này sẽ bằng cái gì bạn nhỉ? QE chia cho M. Vì sao vậy? Bởi vì lực điện này gây ra gia tốc A, đúng không ạ? Thì là M nhân A, vậy A sẽ bằng QE chia M. Đúng không các em? Tính cho thầy cái G phẩy mới nào, bao nhiêu nào? G thì bằng 10 rồi, được chưa? Đấy, Q thì là 10, 5 nhân đến 10 mũ trừ 6. E thì là 10 mũ 4, được chưa? Rồi, M thì là 0,01. Đây, cái G mới của các em là 15. Và 10 năm là mét trên giây bình. Xong chưa? Bây giờ tính chu kỳ gì? Chu kỳ T bằng 2π căn của L chia G. Xong chưa? T bằng 2π căn L trên G nha. 2π này. Căn của L là mấy đây? 0,5. Đúng không ạ? G là 15. Xong. 1,147. Xong chưa? Xấp xỉ. 1,14. Xấp xỉ 1,15 đây này. Ok. Các bạn biết không? Câu này nhiều thằng sẽ bị nhầm thế này. Thầy tí nữa thầy khoanh đố các em biết. Tí nữa thầy khoanh nhầm đáp án gì không? Các em có biết là tí nữa thầy khoanh nhầm đáp án gì không? Nhiều bạn sẽ đau đớn thế này. Các em có biết là tí nữa thầy khoanh nhầm đáp án gì không? Đố các em biết. Đố các em biết là tí nữa thầy khoanh nhầm đáp án gì, các bạn có biết không? Các bạn có biết. Đây là đi thi bạn nào làm đến đây này, xong bắt đầu khoanh nhầm này, đau đớn này, đau điếng này, đấy chưa? Đáp án gì? Các bạn đọc xong ấy, đọc xong là 1,14 đúng không? Đọc nó bon bon mồm đúng không? Nhìn thế này, đáp án gì là kèo? Đáp án B này, nhìn thấy chưa? Nó là 1,4, rất nhầm, rất dễ nhầm với 1,14, nghe chưa? Nên là cẩn thận nhá, cái lỗi nhầm này của thầy, nó cũng sẽ là lỗi nhầm của rất nhiều các em. Đúng chưa? Thầy cũng là người và các em cũng là người, đúng không? Có điều thầy đẹp trai hơn một chút thôi. Đấy. Nghe chưa? Đấy là chung là độ đẹp trai thì không quyết định là tính đúng sai, đúng chưa? Độ đẹp trai không quyết định được tính đúng sai, nghe chưa? Nha, nên phải cẩn thận, nghe chưa? Chỉ có kinh nghiệm mới làm lên gọi là thực chiến thôi. Ok, đáp án là C. Được chưa? Tí nhầm đấy nha. Rồi. Nào. 34. Úi giời ơi, 34. Nào. 34 34 34 34 34. 34 34 34. 34 các em có phê không nào? Nào. Làm 34 có thấy phê không? Rồi ôi. Nào. Các em có làm, các em làm 34 các em có phê không nào? Chắc là phê, thầy thề với em thằng nào không phê là hơi phí, thấy chưa ạ? Thằng nào không phê là hơi phí. Nào, đọc nào. Bằng đường dây truyền tải, điện năng được
Điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ có công suất không đổi, nhìn cho kỹ này, công suất P là không đổi, các bạn sẽ dùng phương pháp gì các bạn nhỉ? Các bạn sẽ dùng phương pháp là bốn cột, đúng chưa? Các bạn sẽ dùng phương pháp bốn con nhà bà cột đấy. Những cái phương pháp mà thầy dạy các em ấy rất hợp trong thực chiến, được chưa? Rất hợp trong thực chiến. PU, delta P và P phẩy nó rất phù hợp trong thực con nhà bà chiến, được chưa? Rất phù hợp trong thực chiến nhá. Và cái này là một hằng số, đúng không ạ? Công suất truyền đi được không đổi. P là một côn sở tăng. Nếu tại nhà máy điện dùng một máy biến áp có tỷ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp là 5, tức là tăng áp lên 5 lần, đúng không ạ? Nếu mà tăng áp lên 5 lần, xong chưa? Nếu tăng áp 5 lần thì sẽ cung cấp đủ cho nơi sản xuất là có 80 máy hoạt động. Ở đây là người ta do người ta cho giá trị thực là các em phải dùng giá trị thực luôn. P phải là có 80 máy. Lúc sau là 10 máy thì là 10 U, đúng chưa các em nhỉ? Đấy, thì có 95 máy hoạt động được, đúng chưa các em nhỉ? Và các em nhớ luôn, làm gì thì làm, công thức cơ bản nhất là không được quên. Delta P thì bằng P bình nhân với R chia cho U bình nhân cos bình phi. Thầy có giảng hàng nghìn bài 4 cột thì 1000 lần thầy viết lại công thức này, đấy chưa? Công thức bản chất là các em không được quên, đúng chưa? Làm gì thì làm, bản chất là không được quên nha. Vậy ta có được cái này là một hằng số này, đúng không ạ? PR cos bình phi là một hằng số, đúng không? Vậy sẽ có được là delta P là tỷ lệ nghịch với U bình. U gấp đôi chưa? 5 lên 10 là gấp đôi. U gấp đôi delta P giảm 4. Đặt cho thầy delta P là 4x, giảm 4 là còn x. Nghe chưa? Bởi vì ban đầu chưa biết là bao nhiêu, đặt là 4x thôi. U gấp đôi delta P giảm 4, đúng không ạ? 4x giảm 4 là còn x. Vậy thì toàn phần sẽ là có x cộng hao phí 40 cộng 4x. Đây là 95 cộng x. Xong chưa? Toàn phần bằng có x cộng hao phí. Và toàn phần là một côn sở tăng thì hai số này bằng nhau. Vậy tức là 80 cộng 4x là 95 bằng 95 cộng x. Bởi vì nó là một hằng số mà, trên bằng dưới. 95 trừ 80 là 15, 15 chia 3 là còn 5, đúng không ạ? X bằng 5, đúng không? X bằng 5. Vậy người ta bảo là gì các bạn nhỉ? Nếu đặt xưởng sản xuất tại nhà máy điện, thầy hỏi các em, nếu đặt xưởng sản xuất tại nhà máy điện, điều gì xảy ra? Đây là thực tế, đây là bản chất. Điều gì xảy ra các bạn nhỉ? Điều gì xảy ra nào? Các ông có học 4 cột, các ông học đến 40 cột mà các ông không hiểu cái câu này thì vứt, được chưa? 69 cột của thầy thì cũng vứt nha, kia chưa? Nào, các bạn hiểu cho thầy cái câu này nó có ý nghĩa là gì? Nếu bê cái xưởng sản xuất đến cạnh nhà máy điện, được chưa? Tức là bây giờ nhà các em lên thẳng Thủy Điện Hòa Bình luôn, đúng không ạ? Nhà các em bây giờ lên thẳng Thủy Điện Hòa Bình luôn, lên luôn Thủy Điện Hòa Bình, được chưa? Tức là không còn hao phí nữa, các bạn hiểu chưa? Học bao nhiêu cột không quan trọng bằng hiểu cái câu này. Đây là về văn học, được chưa? Thằng nào mà giỏi văn thì mình hiểu câu này, đúng không ạ? Bê luôn nhà các em lên Thủy Điện Hòa Bình thì hao phí là bằng không, toàn phần là 1 lít chưa các em, thì có x cũng là 1 lít, coi như hao phí bằng không, được chưa? Tất nhiên đây nó chỉ là lý tưởng thôi nhá, ok không? Vậy thì sẽ cung cấp đủ cho là 100 máy, đúng chưa các bạn nhỉ? Đáp án là D chính xác, đúng không? 34 là D. Xong chưa? Ok, nhá. Rồi, tiếp 35, đây. Câu này lớp 11 nhiều ông Toang đây này. Câu này lớp 11 nhiều ông Toang mà thầy vừa mới trước câu này hôm qua xong. Nào, trên một thanh dẫn có chiều dài 5cm, khối lượng 5g, được treo bằng hai đoạn dây mảnh nhẹ giao cho thanh dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường là hướng xuống, độ lớn cảm ứng từ là 0.5 tesla, dòng điện là I bằng 2 ampere. Ở vị trí cân bằng, góc lệch alpha của dây treo so với phương thẳng đứng là bao nhiêu? Được chưa? Cái này là một câu lớp 11. Và thằng nào bay lắc lớp 11 nhiều câu này toang, được chưa? Đứa nào mà lớp 11 bay lắc câu này quá nhiều thì toang. Các em phải hiểu như này này. Các thầy nhìn này, đây là một cái thanh dây của em, được chưa? Như cái bút này này, một cái thanh dẫn của em như cái bút này, đúng không? Và hai tay thầy là hai cái dây, đúng không ạ? Nó đung đưa lủng lẳng như này, đúng chưa? Lủng lẳng như này. Đây là một dây dẫn, và một dây dẫn mà đặt trong từ trường thì sẽ bị tác dụng của một lực từ đấy. Mới tối hôm qua thầy dạy xong, F thì bằng cái gì nhỉ? Thầy nói câu gì các em còn nhớ không? Lực từ tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện là như nào? Đây các em tưởng tượng nhá.
cái giống như này này, các bạn cầm hai cái bút lên trước mặt này và cầm hai cái tay này, được chưa? Đấy, lực từ sẽ tác dụng đến dây dẫn này, được chưa? Và công thức tính lực từ là cái gì biết không? Hôm qua thầy vừa dạy xong, vừa tối hôm qua xong, vừa dứt lời tối hôm qua xong. F thì bằng cái gì các bạn nhỉ? F thì bằng cái gì? Bin nhân sin, các ông nhớ không? Sao không nhớ được? Bin tức là BIL, được chưa? Bin nhân với sin. Nhưng do các bạn nhìn luôn nè, do là từ trường hướng từ trên xuống nên là sẽ vuông góc với cái dây dẫn này, nên là góc là 90 độ. Và sin của 90 là bằng mấy các bạn nhỉ? Sin của 90 là bằng 1, nghe chưa? Bin nhân sin, nên F chỉ bằng BIL thôi. Và đây là F từ, lực từ tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường, đúng không ạ? Vậy thì B của chúng ta 0,5 Tesla, I là bằng 2, L là bằng 5/100, đúng không ạ? Đổi thầy nha, 0,05 Newton, đúng không? Bây giờ cái hình vẽ rất quan trọng này, các bạn nhìn luôn này. Như nào bây giờ nhỉ? Thầy cho chiều dòng điện như này đi. Cái dây nó như này các bạn nhá. Các bạn nhìn được cái dây như này. Nhưng nếu mà các em nhìn theo một phương khác, được chưa? Như kiểu hình trụ ấy, mà các em nhìn thẳng này này, nó chỉ là một chấm tròn thôi, được chưa? Hình trụ mà các em nhìn thẳng, nó chỉ là một chấm tròn thôi. Và thầy cho dòng điện đi vào đây này. Thực ra là cái bút này này, một cái dây rất là dài, nhưng thầy nhìn từ trên đây xuống thì chỉ là một chấm tròn thôi. Các bạn hiểu chưa? Và xác định lực từ, nói chung xác định lực, các em phải dùng tay trái, được chưa? Áp dụng quy tắc bàn tay trái, đặt bàn tay trái sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của lực từ. Chiều của gì các bạn nhỉ? Các đường sức từ là đâm vào lòng bàn tay. Chiều ngón tay cái trái 90 độ là chiều của lực từ. Lúc này lực từ là tác dụng sang bên phải, ép từ này. Cái này phải giảng trực tiếp thì các em mới dễ hiểu. Giảng qua live stream này các em hơi khó nhìn, đúng không ạ? Đây này, cái dây dẫn thì là vuông góc như này. Các đường sức từ là đâm từ trên xuống, được chưa? Các đường sức từ đâm từ trên xuống, nghe chưa? Đấy, đâm vào lòng bàn tay. Lực từ là ngón tay cái trái 90 độ, được chưa? Nó hướng sang bên tay trái. Vậy cái sợi dây đang nằm ngang cái này lệch sang bên trái, được chưa? Lệch sang bên trái nha, lệch sang trái. Và trọng lực thì lúc nào cũng hướng xuống. Trọng lực là P hướng xuống, nghe chưa? Lúc này dây treo bị lệch sang bên dây trái rồi. Lý do lực từ lệch sang trái. Và đây là góc gì các bạn nhỉ? Hợp bởi giữa dây treo và phương thẳng đứng, góc alpha đây, đúng không em nha? Do cái này nằm cân bằng, các bạn tổng hợp lại theo quy tắc hình bình hành. Đây là tổng hợp lực tác dụng lên cái dây này. Và nhớ đây là một đường thẳng nha, thì dây treo mới thẳng như này được, nó mới căng như này được, nghe chưa? Dây nó phải căng, chứng tỏ hợp lực nó phải thẳng như này. Thầy vẽ nó hơi không đúng như này, nó phải đường thẳng nha. Và đây là hai góc xo le trong, đây cũng là alpha, được chưa? Và các bạn sẽ có luôn tan alpha đấy. Tan alpha bằng đối chia cho kề, đối là lực từ. Tan alpha bằng F từ chia cho P, được chưa? Lớp 11 đấy, nó rất là ngắn thôi, chỉ có một dòng thôi, nhưng mà phải hiểu mới làm được. F từ là 0,05, P thì là M nhân với G. Khối lượng là 5g, 5 × 1000 là kg, G là bằng 10, đúng không ạ? Tan alpha bằng 1, vậy suy ra alpha 45 độ, hết. Xong chưa? Một dòng nhưng mà phải hiểu của lớp 11 cơ. Đáp án D chính xác. Với chương 1 thì tan alpha là bằng F điện chia P. Với chương 4 tan alpha bằng F từ chia P. Các bạn sau này cứ mới gặp mấy cái bài dây treo nhá, nó sẽ có công thức như sau, rất là dễ nhớ này. Tan alpha bằng F điện chia P. Với những cái bài tập mà gì các bạn nhỉ? Co lắc đơn tích điện. Với những bài tập mà thanh có dòng điện thì tan alpha bằng F từ chia P. Được chưa? Nó rất là dễ nhớ nha, F từ chia P. Nó có hai công thức này thôi, được chưa ạ? Nha. Thế thôi. Đấy. Bài này hơi khó các em nha, bài này hơi khó đấy, nghe chưa? Nó sẽ khó với những em nào lớp 11 bay lắc quá nhiều. Nó sẽ khó với những em nào lớp 11 các em bay lắc quá nhiều, được chưa? Ok. Còn nó sẽ dễ với những ai mà lớp 11 chăm học, nghe chưa? Như kiểu thầy chẳng hạn, nghe chưa? Lớp 11 quá chăm học. Các em mấy con này bình thường với thầy, nghe chưa? Một là rất là dễ với những ai biết nó, còn nó sẽ rất là khó với những ai không hề biết nó, được chưa? Các bạn không thể ngồi nghĩ được cái đó đâu, vì các em quên mất công thức rồi. Quên mất bản chất rồi thì không thể ngồi nghĩ được. Như kiểu điện xoay chiều ấy, kem nháp thì nó vẫn cứ ra, được chưa? Kem ngồi nháp, cứ chảy cối nháp thì vẫn có thể ra. Nhưng cái kiểu như câu 34 ấy, có nháp cũng không ra được. 3 năm ấy, có nháp cũng không ra được, có nhớ đâu mà nhá, được chưa? Nên thôi nhá. Đấy. Ok. Rồi. Có nháp cũng không ra được. Nào 36. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích cho lò xo dao động theo phương thẳng đứng. À, chu kỳ là 0,4 giây.
biên độ là bằng 8 cm, delta L0 cũng sẽ bằng 4 cm luôn, đúng không ạ? Đúng không? Con số quen thuộc, thầy dạy mãi rồi, thầy nói với các em rồi, người ta rất thích cho cái số này chu kỳ là 0,4 giây, thì delta L0 bằng 4 cm, được chưa? Chọn chiều dương hướng xuống, yên tâm rồi, được chưa? Gấp thời gian là lúc vượt qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Nào, chúng ta sẽ vẽ luôn. Đây, trục OX đây, biên âm là âm 8, biên dương là dương 8. Vị trí cân bằng là vị trí trừ 4. Gốc thời gian lúc qua cân bằng theo chiều dương. Đây, hợp lý chưa? Thời gian ngắn nhất kể từ T bằng 0 đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu. Úi giời ơi, con này quá đơn giản. Lực đàn hồi có độ lớn bằng độ cứng nhân với độ biến dạng. Đấy nhỉ? Độ lớn lực đàn hồi là bằng độ cứng nhân với độ biến dạng. Đấy chưa? Vậy thì hỏi các em, lực đàn hồi cực tiểu tại vị trí nào? Phải trả lời phát nào? Phải trả lời phát nào? Phải trả lời một phát. Phải trả lời một phát. Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu ở đâu? Nào, ở đâu? Rồi ôi giờ, các bạn không biết cái này là toang, được chưa? Thì khói phải học nha, khói phải học. Nghe chưa? Khói phải học. Thì học làm gì nữa đúng không? Nào. À mà các ông nhớ nhá, tối nay thầy thâu đêm ngồi giải chi tiết đề này. Những đứa nào chia sẻ cái đề này thì mới có cái lời giải chi tiết đó của thầy, nghe chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là bằng 0, đúng không ạ? Độ lớn là trị tuyệt đối. Mà trị tuyệt đối thì bằng 0, à, min thì bằng 0, đúng không ạ? Trị tuyệt đối min bằng 0, đúng chưa? Và khi và chỉ khi độ biến dạng bằng 0. Em hiểu chưa? Lực đàn hồi chỉ sinh ra khi có sự biến dạng. Và khi không có sự biến dạng thì lực đàn hồi triệt tiêu. Nghe chưa? Và độ lớn của nó bằng 0, tức là cực tiểu. Em hiểu chưa? Nha. Và tại đây này, nó có hai vị trí. Được chưa? Có hai vị trí để lực đàn hồi triệt tiêu, trên và dưới. Và lần đầu tiên thì quay đến trên này, đúng không ạ? 4/8 là 1/2 nên góc này là 60 độ. Góc này là 30 độ và góc này là 180 độ. Nên tổng quay của nó là 210 độ. 210 độ các bạn chia thầy 360 là 7T chia cho 12. Đúng không em nhỉ? Xong. 7/12 nhân với 0,4. Xong chưa? Rồi. 7/30 giây. Hết. Đáp án gì không nhỉ? À, được chưa? Câu này dễ rồi. Nha. Xong. Các bạn sẽ nhầm sang vị trí biên âm. Đúng không? Các em sẽ nhầm sang vị trí biên âm. Rất dễ nhầm sang biên âm. Độ lớn cực tiểu là bằng 0. Bằng 0, các em hiểu, độ lớn là trị tuyệt đối. Nghe chưa? Độ lớn là trị tuyệt đối. Và trị tuyệt đối cực tiểu khi bằng 0. Đúng không nhỉ? Và lực đàn hồi bằng 0 khi nào? Lực đàn hồi sinh ra để chống lại sự biến dạng. Vậy thì nó sẽ bằng 0 khi không có biến dạng. Nghe chưa? Không có biến dạng thì lực đàn hồi sinh ra để làm cái... Nó hơi tục tiếng, làm cái mẹ gì các em hiểu chưa? Đấy, kiểu thế nha. Nên là nên là gì các em nhỉ? Đấy, chỉ có vị trí tự nhiên thôi là lực cực tiểu bằng 0. Nghe chưa? Quay đây 210 độ, 7/12. Hết. Lấy 210 chia 360 là sẽ ra 7/12. Xong chưa? Nha. Hết. Trời ơi. Nào, 37. Trời, thầy nhìn thấy sướng 37 rồi. Lại trúng đề một lần nữa. Hơi tiếc cho những em không học thầy, được chưa? Câu này lại một lần nữa các em lại trúng đề. Hơi tiếc cho những bạn không học thầy. Nào, những bạn học thầy, gáy lên cho thầy biết. Câu này các em dùng phương pháp gì nào? Nào, câu này các em dùng phương pháp gì? Thầy hỏi các em một câu thôi. Yêu hay không yêu nói một lời thế nào? Câu này các em dùng phương pháp gì? Rồi ôi. Nào. Nào, bắt đầu sang 4 câu cuối, 37, 38, 39, 40 đúng không? Đây này, bây giờ mới là thực chiến này. Và những cái phương pháp thầy dạy các em ấy rất phù hợp với thực chiến, nghe chưa? Nó là thực chiến đấy, nghe chưa? Đúng chưa? Phương pháp gì? Đúng rồi. Đây, rất nhiều bạn đã trả lời đúng. Đây, không học thầy thì hơi tiếc. Phương pháp quy đổi góc. Đấy. Quy đổi góc, nghe chưa? Câu này là dùng phương pháp quy đổi góc. Nào, các em thấy khi K mở, được chưa?
Khi ca mở, mạch hoàn toàn bình thường, thân hình lành lặn bình thường, đúng không ạ? Đây là mạch RLC, đúng không ạ? Và khi ca mở, các bạn nhìn thấy cường độ dòng điện bằng mấy nào? Cường độ dòng điện cực đại, các bạn gióng sang bên này cho thầy, hoặc gióng bên dưới này. Y của chúng ta cực đại bằng căn 3, U cực đại là 100 căn 6. Tính cho thầy Z mở nào. Z khi mở là mấy nào công nhỉ? Z khi mở bằng mấy? Nào bấm thôi, 100 căn 6 chia cho căn 3 là 100 căn 2. Z mở là 100 căn 2. Hợp lý không? Hợp lý, đúng không ạ? Lấy U này, lấy U cực đại này, chia cho Y này, cực đại là căn 3 chưa? Hợp lý chưa? Cùng cực đại các em nhá. Nếu đã dùng cực đại thì cực đại cả. K đóng mạch của chúng ta có cái gì không nhỉ? K đóng mạch của chúng ta là mất L, nghe chưa? Là chỉ còn RC thôi, đúng không em nhỉ? Và Z đóng của chúng ta là bao nhiêu nào các em? Nào, các em thấy luôn, Y đóng là bằng 3A, cực đại đấy. Và U của chúng ta là bằng 100 căn 6. Lấy hộ thầy với 100 căn 6 chia cho 3 là cái này thầy hơi khoai, không nhầm được. Chia cho 3 cái nào. Ồ, bao nhiêu nhỉ? Sao nó lẻ không nhỉ? Ôi, 100 chia căn 3 đúng không? Ờ không, nó lẻ lắm các em ạ. Cái này là bao nhiêu nhỉ? Nhìn hơi ngứa mắt. 100 căn 6 chia 3. Không tác dụng lắm, đúng không? Rồi, đấy, lấy Z thì bằng U chia Y chưa? Cực đại chia cho Y cực đại, U cực đại chia Y cực đại, xong chưa? Các em phải học thầy lâu, các em mới thấy bây giờ khi luyện đề, các em mới thấy ngấm này. Những cái gì thầy dạy trước đây mà những bạn nào mà chú ý theo thầy từng bài giảng một, những fan cứng, những fan hâm mộ thầy mà theo thầy từng bài giảng một, thì câu này như muỗi đốt inox, như tép vượt đại dương, rất là dễ. Nào, thầy hỏi các em, đồ thị này Y đóng và Y mở nó là hai đại lượng như nào nào? Nào, các fan chân chính của VNA đâu? Trả lời thầy biết, câu này không có gì khó cả. Em thấy không? Những cái gì mà thầy dạy các em đến giờ phút này nó đã phát huy tác dụng, được chưa? Rất nhiều tác dụng nha. Những ai theo thầy từng bài giảng một cơ, không bỏ bài nào cơ, thì mới ngấm hết được những gì thầy dạy. Nào, đây là đồ thị gì? Thầy đã dạy cái đồ thị này chắc 69 lần rồi, và đây là lần thứ 70, nghe chưa? Đồ thị gì các em? Úi dồi, thằng Tuấn Đạt ơi, đầu em chỉ là mọc tóc thôi à, sao đồ thị ngược pha, vả cho phát giờ. Nào, đồ thị gì các em nhỉ? Đồ thị vuông pha. Nào, có đúng không nào? Các em nhận diện được dấu hiệu vuông pha ở đâu? Chính là cái đường này nè các em này, một cái đường rất khó chịu này, cái đường này nha. Thầy đã tô màu đỏ cái đường này lên. Để các em nhìn, đi thi là các em phải tinh ý, đúng không? Công tia gái thì nhanh lắm, mà công làm bài thì đẹp. Nhìn đường này chưa? Đường màu đỏ thì tô chưa? Đường này là đường rất quan trọng trong bài toán này, đúng không ạ? Đây là một đường này, một thằng cực đại và một thằng qua cân bằng. Hai đại lượng, một đại lượng cực đại và một đại lượng qua cân bằng. Nó là hai đại lượng gì các em nhỉ? Nó là hai đại lượng vuông của nhà bà pha, được chưa? Nó là đại lượng vuông của nhà bà pha, được chưa? Vì một thằng cực đại và một thằng qua cân bằng. Đấy, kỹ năng tia gái là phải áp dụng những giờ phút này, đúng không? Nhìn cái đường này rất nguy hiểm, đúng không? Rất bình thường, rất nguy hiểm. Và hai thằng vuông pha thì ta có được luôn là phi đóng, đúng không? Cộng với phi mở đi, đúng không ạ? Bằng 90 độ, đúng không ạ? Góc vuông là 90. Nào, bây giờ các em phải sử dụng. Nào, đố bạn nào trả lời tiếp với thầy. Chúng ta dùng hàm gì? Khi có tổng hai góc bằng 90, các bạn có 3 sự lựa chọn. Tích tan, tổng sin bình là 1, tổng cốt bình là 1. Nào, sự lựa chọn của các em là gì? Trả lời. Sự lựa chọn của các em là gì? Nào, sự lựa chọn của các em là gì? Nào, sự lựa chọn của các bạn là gì? Đúng rồi, khi các em nhìn thấy Z, Marowai đã hỏi R. Đúng ạ, R và Z chắc chắn là các em phải dùng hàm cốt. Đúng ạ, hôm nay là hàm cốt lên ngôi. Đúng ạ, cốt bình phi đóng cộng với cốt bình phi mở bằng 1. Đúng không em nhỉ? Nha, cốt bình thì R bình trên Z bình à, Z đóng bình, R thì giống nhau. R thế này, mạch này RLC, mạch này RC, đúng ạ, là Z bình nha. R bình chia Z mở bình, xong chưa? Bằng 1. Hợp lý không? Này hợp lý quá, đúng ạ, bấm máy thôi. 1 chia này, 1 phần này, 100 căn 2 bình phương, đúng ạ, cộng với 1 phần này, 100 căn 6 phần 3 bình phương bằng căn ra thôi, 50 căn 2. Thấy chưa? Rất đơn giản, một dòng. Xong. Đáp án đúng B.
Thấy chưa? Những cái gì thầy dạy các em đến giờ phút này là nó phát huy hết công lực rồi, nghe chưa? Thắng chưa? Thắng chưa anh em nhỉ? Xong nhá. Xong nhá. Phần hay còn ở phía sau. Hay nhất đề này là câu 40. Câu 40 thầy đã từng livestream một lần rồi. Thầy đã livestream ở đâu biết không? 40 này. 40 là câu khó nhất của đề này. Các em có biết thầy đã từng livestream ở đâu không? Sao mà các em biết được? Đúng không? Các em có nhớ thầy đã từng livestream ở đâu không? Chính là nhóm gì biết không? Nhóm Beeline của chúng ta đấy, nhóm livestream đấy. Đây chính là cái phần mà sóng không cùng à sóng cùng phương. Phần hay và khó của sóng cùng phương đây này. Không tin thầy sẽ mở cho các bạn xem nhá. Đây này, sâu hàm cho các bạn xem. Đây, nhiều đứa không tin. Bây giờ thầy mở cho các bạn xem nhá. Phần Beeline đây này của khóa 202 này, được chưa? Nào, chương 2 này. Ở sóng cực đại và cùng à, đây rồi nhỉ, đây 10 câu sóng cơ không cùng phương à, sóng cơ cùng phương chứ đúng không? Đây đây, mở thử cái này xem có đúng không, cái này đúng cái này không nào? Có phải không nhỉ? Sóng không cùng phương cơ à, sóng cùng phương cơ, không phải là sóng không cùng phương đâu ấy nhỉ? Đây đây, 10 câu sóng cùng phương này này, hay và khó này, chính là buổi live số 26 của thầy trong nhóm kín này này, được chưa? À, đây này. Nhìn thấy chưa? Giống không? Giống đến từng tí chi tiết một, đúng không ạ? Lớp off thì có lớp vận dụng cao được chữa câu này. Lớp off thì hơi thiệt là những lớp cơ bản thì không chữa câu này. Nhưng lớp vận dụng cao thì chữa câu này rồi. Đây này, lớp livestream này, livestream số 26 này, thấy chưa? Những cái gì thầy dạy không thừa đâu, đúng không ạ? Đấy, 40 là chờ tí nữa thầy chữa nhá, thấy chưa? 38 bắt nào. Ôi, 38 đây để bài giải thế. Nào, úi dồi ôi, 38 đề này dài quá. Nhớ không? Đúng rồi, đây là câu của trường Chuyên Vinh năm 2018. Được chưa? 2018 hay 2019 gì đó, được chưa? À không, câu gốc của đề này nó phải là đề của Sở Nam Định. Giời ơi, câu gốc của cái này không phải Vinh đâu nha, Vinh chỉ là sau thôi. Câu gốc của đề này là Sở Nam Định 2016. Thâm cung sử sách của đề thi trường chuyên là chỉ có thầy nhớ thôi, được chưa? Các em không nhớ ở đâu, thầy chuyên giải đề trường chuyên mà, nha. Chiến, được chưa? Thực chiến nào. Thực chiến, gặp là chiến, được chưa? Gặp là phẹt. Cụ Đỗ sai đề à, gõ sai đề à? Ôi chết mẹ. Đỗ ơi, gõ sai đề với câu khó này sao mà anh làm được? Mà không, đúng đấy, không sai đâu, nha. Nào, ZL bằng 60. Thầy lướt qua câu này rồi. ZC bằng 30. Câu này thực ra là câu đề đại học đấy các em ạ. Câu này hơi khó. Hơi khó các bạn nha. Câu này khó. Câu này thầy đã nói câu này trong sách của thầy có rồi. Trong sách 60 phút tập 2. Tí thầy mở cho các em xem. R nhỏ lớn hơn 10. Nó cho này là mẹo gì nhỉ? Ok, cứ ok nó cho đi. 39 bị sai à? Rồi 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 rồi. Ok, thầy thử chính con này nha. Thay đổi giá trị của R thì thu được đồ thị như hình vẽ. Đồ thị công suất tiêu thụ của mạch là hình 1 và nối tắt cuộn dây. Ái già, mạch này là mạch ghê gớm đấy. Mạch là mạch của ta là có R, LR và C. Úi giời ơi, phức con nhà bà tạp. Được chưa? Đây, những cái này mới cần gọi là phải chú ý này, được chưa? Phải chú ý này. Nào. Nối tắt cuộn dây thu được hình 2. Nối tắt cuộn dây phế thì thu được hình 2. Hình 1. Ok. Tìm giá trị của R0 chia R nhỏ. Ok, thôi tìm đúng không? Nào, chúng ta cùng chiến nào. Ban đầu mà chưa nối tắt cuộn dây thì nó là hình 1. Mạch của chúng ta có đầy đủ là LRLC. Và do nó là đường hình này, nó rơi vào tình huống gì các bạn nhỉ? Là ZL trừ ZC bị nhỏ hơn R. Cái này nó hơi khó nha. Câu này là thầy dạy nó hơi khó, bởi vì câu này nó liên quan đến công thức. Bạn nào phải nhớ thì mới làm được, nghe chưa? Nhớ thì mới làm được, không nhớ là hơi toang, nghe chưa? Nó là hình 1, đúng chưa? Nó là hình 1. Và công suất cực đại bây giờ là P max. Cái này nếu mà bản thân thầy ấy mà thầy không nhớ công thức ấy thì thầy cũng không làm được. Thầy cũng không làm được, cũng toang lắm các bạn ạ. À, được chưa? Cũng toang lắm.
Và bây giờ P mắc là khi R bằng 0 luôn này. R bằng 0 thì P của nó mắc luôn. P toàn mạch mắc luôn là P trên R lớn R nhỏ. Nhưng do R bằng 0, đây là R nhỏ nhân với căn của... À không có căn nữa. Bỏ căn đi nào. Nó là R bình cộng với ZL trừ cho ZC bình phương. Đây là P mắc của nó nha. Bởi vì cái đường 1 này này các em này, nó mắc khi R bằng 0 luôn thì nó mắc luôn đây này. Được chưa? R bằng 0 thì nó mắc luôn. Được chưa? Cái P mắc này các bạn để đây đã. Được chưa? Tí nó mới dùng đến cái P mắc này. Tiếp theo sang trường hợp 2. Ô cái này câu này khó lắm các em nha. Câu này khó lắm. Câu này phải những ai mà thuộc công thức cơ thì mới làm được, không là toang. Sang hình 2 là nối tắt cuộn dây rồi. Đây này. Câu này mới thực sự cần bản lĩnh này. Mạch của nó chỉ còn RC thôi, đúng không ạ? Mạch nó chỉ còn RC thôi. Và R0 của chúng ta là để cho P mắc, đúng không ạ? R0 là để cho P mắc. Vậy thì lúc này R0 là bằng ZC luôn. Đúng chưa? ZC là bằng 30. Nghe chưa? Vậy thì có R0 rồi. Đây này, người ta yêu cầu tìm tỷ lệ của R0 và R nhỏ. Tìm R nhỏ là xong, đúng chưa? Và khi cái R bằng 10, đấy, R bằng 10, thì cái P2 này bằng bao nhiêu? Cái P2 khi R bằng 10 chính bằng cái này luôn, cái này chính bằng cái này luôn. Vậy tính cho thầy đã. Lúc này P thì bằng U bình nhân với R chia cho Z bình là R bình cộng với ZC bình, đúng chưa? Đấy, P thì bằng Y bình nhân với R. Y bình thì bằng U bình chia Z bình. Hơi khó đấy đúng không ạ? Nó là U bình này, R thì là 10 này, đúng chưa? Đây là 10 bình cộng với lại 30 bình. Xong chưa? Cái P2 này bằng cái P mắc ở trên đây thì tắt luôn đấy nha. Ờ thôi thì để lại cũng được. P2 này chính bằng P mắc bên trên. Đây nhìn cái đỉnh bằng nhau các em. Nhìn đỉnh này. P mắc tình huống này lại bằng cái P2 của tình huống này. Rất khó đấy các em nha. Nào, thay vào số thầy, nó là 10 chia cho 10 bình cộng với 30. Nó khó ở cái chỗ là các em phải nhớ công thức R nhỏ này, R nhỏ bình này, ZL trừ ZC 60 bình trừ 30 bình là cộng tiếp 30 bình. Xong chưa? Tưới R mấy? Nó sẽ có hai nghiệm, một là nghiệm R bằng 10 luôn. Nhưng rất tiếc người ta bảo là R phải lớn hơn 10. Nghe chưa? Nghiệm còn lại là R bằng mấy nào? Bằng mấy nào? Bấm nhá. 10 này chia cho 10 bình. Cái này phải nhớ công thức em ạ. Không nhớ công thức toang lắm nhá. X này chia X bình cộng với 30 bình. Đúng chưa? Nghiệm 30 đi thử nào. Nó có hai nghiệm nhá. Đây là phương trình bậc 2. Nghiệm bằng 10 không được, không được lấy nghiệm bằng 10. Được chưa? Nghiệm bằng 90 xem nào. Đó. 90 luôn này. Thầy số đỏ không? Số thầy quá đỏ. 90 chưa? R nhỏ bằng 90, R0 bằng 30. Vậy thì kết quả của chúng ta là 3. Đáp án D chính xác. D. Hợp lý chưa? D. Số đỏ không ạ? Số quá đỏ. Thôi câu này thì hơi khó nhá. Câu này thì hơi khó. Bởi vì để mà làm được câu này các bạn phải nhớ công thức cơ. Được chưa? Không nhớ công thức làm câu này thực sự là không làm được em ạ, không thể làm được. Bởi vì cái thời gian mà các em ngồi chứng minh lại công thức ấy nó mất thời gian lắm. Ờ thế nào? Anh Đỗ gõ sai đề câu này à? 39 à, anh Đỗ gõ sai đề à? Gõ nhầm ở đâu đây? Gõ nhầm ở đâu? Đỗ ơi, gõ nhầm câu này ở đâu đây? Gõ nhầm câu này ở đâu vậy? Đỗ ơi. Hiện hồn Đỗ ơi. Đỗ ơi. 39 có nhầm đề đâu? Thì thấy có nhầm đề đâu nhỉ? Đúng đề mà. Ví dụ 5 trang 2238 à? Đâu rồi, Hồng Ngọc bảo là ví dụ 5238 à? Nào, xem thử có giống trong sách của thầy không nhá. Đây, em Hồng Ngọc em bảo là giống ví dụ 5 trang 238. Đây nhá. Mình sẽ cùng mở quyển 60 phút tập 2 ra xem nào. Ví dụ 5 trang 283. Giống hệt luôn à? Đây, được chưa? Gần giống thôi. Không giống lắm, được chưa? Gần giống thôi. La lá, được chưa? La lá. Đây này, cũng đây hai nghiệm này, 10 và 90 này. gần giống. Được chưa? Đồ thị sai á. Úi giời ơi, ông Đỗ này. Đồ thị sai à? Xem nào, anh thấy đồ thị sai đâu nhỉ? Đồ thị sai à? Mở lại đề mới nhá. Đấy các em thấy không? 2K3 mà em mới học kinh không? Nào câu này. Thực chiến nào.
Thực chiến nào? 39 đúng không? Ừ. Nào bây giờ tới hai câu khó nhất đề rồi. Thực chiến. Cố lên, thực chiến. Nào, thực chiến nào? Thực con nhà bà chiến 39. Bây giờ đến hai câu khó nhất. Thầy thì chưa hề nhắc câu này, được chưa? À ý là 4 ở trên đỉnh à? Từ từ. 4 là đỉnh hay 4 là điểm giao đây? Từ từ xem nào. Hình như 4 là điểm giao Đỗ ơi, không phải 4 là đỉnh đâu. Đề này người ta cũng không cho rõ lắm này. Ờ, từ từ thầy xem đề gốc, thầy nhìn đề gốc nhá. Đề gốc của người ta 4 nó phải là điểm giao chứ đúng không? Em nhìn này. Không phải 4 là đỉnh đâu. Ui giời, 4 là điểm giao thì mới khó, đỉnh thì lại dễ, được chưa? Đỉnh nhạt tuẹt, thề với em 4 là đỉnh thì quá nhạt. 4 là đỉnh thì quá nhạt. Không không không, 4 là đỉnh thì lại dễ quá. Không không, anh Đỗ nhìn nhầm rồi, 4 phải là điểm giao. 4 phải dịch xuống, được chưa? 4 phải là điểm giao, không phải là đỉnh, được chưa? 4 là giao điểm thì mới khó, thầy hiểu cái người ra đề, được chưa? Thầy hiểu người ra đề. 4 là giao điểm thì mới khó, 4 mà là đỉnh thì biên độ có hết lại dễ, được chưa? Ừ, đúng không? Nào, chiến câu này. Đề mới đây ông Đỗ ơi, anh tải đề mới rồi. Anh tải đề mới rồi. Đây đề mới mà. Đây đề mới mà. Cái thằng này. Được rồi, được rồi, được rồi, đây đề mới rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chữa nha. Tôi nhìn đề gốc cho nó yên tâm, nhìn ông nó không yên tâm được. Phụ thuộc thời gian, phụ thuộc thời gian, gõ vỡ va vỡ vẩn. Được chưa? Tính cơ đang ở chất điểm. Một dao động tham gia đồng thời hai dao động điều hòa. Được chưa? Tóm lại là tính cơ năng đúng không? Cơ năng là bằng M omega bình A bình chia 2. M thì có rồi, vật này có khối lượng là 200g. Omega phải tính được từ đồ thị và A là phải tính được từ tổng hợp dao động. Xem hai thằng này có gì các bạn nhỉ? Có cái gì các bạn nhỉ? Có cái gì đấy? Có biên độ là bao nhiêu? Và lệch pha nhau bao nhiêu? Biên độ là bao nhiêu? Và lệch pha nhau bao nhiêu? Chuẩn chưa? Thì là xong nha. Nào, các bạn cùng làm với thầy nào. Câu này là cứ làm bản chất đi. Thằng nào cầm thước nhưng mà đo thì cũng được. Nhưng mà đo các bạn cảm giác nó hơi nhục không? Cảm giác nó hơi hèn không? Được chưa? Và bạn nào khôn khéo cầm thước lên đo, đúng chưa? Một chu kỳ là một hình sin. Và từ T2 đến T1 là 1/3 giây. Các bạn ngồi gióng tỷ lệ và đo thì nó vẫn tìm được. Nhưng mà nó hơi hèn, đúng không? Ta làm bình thường đi, được chưa? Làm bình thường đi. Hai thằng này là cùng biên độ, được chưa? Cùng biên độ. Nhìn hình này biết rồi, cùng biên độ chưa? Xong nhá. Và đầu bài cũng cho luôn đây này, cùng biên độ đây này. Đấy chưa? Đấy. Thì vẽ chung một vòng tròn. Cả x1 và cả x2 luôn. Xong chưa? Xong này, thời điểm ban đầu thì thằng này ở đâu thì chưa biết, thì có vẻ thằng này ở biên dương đây này. Đúng chưa? Thực ra thì chúng ta có thể ngộ nhận là nó ở biên dương, thực tế người ta chưa cho vật ở biên dương đâu. Ông Đỗ này gõ hình cho lệch ấy nhỉ. Được chưa? Thực tế người ta chưa cho rõ ở biên dương đâu. Nhưng mà chúng ta có thể ngộ nhận là nó ở biên dương được. Ôi, Đỗ này vẽ hình xấu quá. Vẽ cầu thả quá, được chưa? Thực ra thầy rất muốn ngộ nhận là nó ở biên dương. Thầy khá muốn ngộ nhận là nó ở biên dương. Nhưng không nên ngộ nhận. Được chưa? Không nên ngộ nhận, làm là phải chắc. Đúng không em? Làm là phải chắc, không nên ngộ nhận. Đúng rồi, không nên ngộ nhận. Thầy thích ngộ nhận điều đó lắm. Nhưng mà thầy không muốn ngộ nhận. Thầy đang cảm giác cái thằng 1 này đang ở biên dương đây này. Được chưa? À cái thằng 2 này. Cái thằng 2 đỉnh của nó này, nhìn thấy không? Đỉnh của nó này, thầy đang muốn ở biên dương đây này. Được chưa? Nhưng thôi không nên ngộ nhận. Tại thời điểm T1 thì hai thằng cắt nhau. Hai thằng cắt nhau thì hình chiếu phải trùng nhau. Được chưa? Đấy. Và thằng 2 là đây, thằng 2 đây. Để cho các em thằng 2 đây. Thằng 2 là có xu hướng đi xuống thì bên trên. Đây là 2 tại thời điểm T1. Vậy là 1 tại thời điểm T1. Xong chưa? Nha. Tại thời điểm T1 là hai thằng cắt nhau. Tại thời điểm T2 thì cái thằng này là thằng 1 đấy, được chưa? Đi đến điểm giao và có xuống đi xuống. Đây.
trùng vào đây. Đây là 1 tại T2, vô tình bị trùng. Cũng là có ly độ ở điểm giao chưa? Là số 4 đấy các em ạ, là số 4 này. Ly độ ở điểm giao và có cái xu hướng là đi xuống. Lúc này thằng 2 qua vị trí cân bằng, đây là 2 tại T2. Đúng không nhỉ? Đấy. Qua vị trí cân bằng và đi xuống cái này. 2 tại T2 là qua cân bằng và đi xuống. Đúng không các em nhỉ? Và góc quét trong cùng một khoảng thời gian thì là bằng nhau, đúng không ạ? Trong cùng một khoảng thời gian thì góc quay là bằng nhau. Vậy ta lại có đây là đối xứng, đây là alpha, đây là alpha, đây là 2 alpha. Đúng không? Thằng 2 này, từ T1 đến T2 quét được 2 alpha. Thì thằng 1 từ T1 đến T2 cũng quét được là 2 alpha. Vậy thì có được là 2 alpha cộng alpha là bằng 90 độ chưa? Đấy, vậy suy được cho thầy alpha là bằng 30 độ. Alpha là bằng 30 độ, vậy suy được có thầy độ lệch pha delta phi là bằng 60 độ. Đúng không? Độ lệch pha delta phi 60 độ. Và biên độ là mấy? Do góc này bằng 30 độ. Đây là 4 chia cho thầy, 4 chia cho cos 30, 4 chia cho cos 30, xong chưa? Bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 8 chia cho căn 3. Được chưa? Đấy, biên độ của hai vật là A1 bằng A2 bằng 8 chia cho căn 3. Hai thằng lệch nhau là 60 độ và biên độ bằng nhau là 8 chia căn 3. Vậy suy ra biên độ tổng hợp là A12, em áp dụng công thức tính biên độ tổng hợp nhá, là số 8 luôn. Cái này thầy nhầm được. Hai thằng biên độ bằng nhau và lệch nhau 60, biên độ tổng hợp nhân căn 3 lần là số 8 luôn. Thay vào đây là xong. À, chu kỳ là mấy đã nào? Từ T1 đến T2 nó mất 1/3 giây. 1/3 giây và quét được góc 60 độ là 1/6 chu kỳ. Vậy suy được chu kỳ bằng 2 giây. Suy được chu kỳ 2 giây thì omega bằng pi. Được chưa ạ? Thế là xong nhá. M là 0,2, được chưa? Omega là bằng pi bình, pi bình cho bằng 10 rồi. A là bằng 0,08 bình chia cho 2 thôi. Kết quả đây này, 6,4 milijoule. Xong chưa? Đáp án đúng là gì các bạn nhỉ? D. D. Hết. Hết vị. Hết vị, được chưa? Bài toán hết vị. Và các em biết bài này ở đâu không? Các em biết bài này ở đâu không? Một lần nữa thầy xin phép thầy lại gáy, được chưa? Bài này có trong quyển sách này. À nhầm, quyển này không phải. Quyển này, quyển tập 1. Một lần nữa thầy lại gáy. Nào, đố đứa nào đọc đúng được trang bao nhiêu, số bao nhiêu nào. Đố bạn nào đọc đúng được nhá. Đố bạn nào đọc đúng được cái này. Đố bạn nào đọc đúng được. Nào, nhìn đây, có hết trong sách rồi. Đứa nào mà chịu khó làm cơ. Đây, con mở nhá, con mở tôi nào. Đây, 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 đây. Kỹ thuật mốc thời gian, được chưa? Trang 168, được chưa? Có, được chưa? 168. Nói điêu, chật đầu thầy đi, được chưa? Như thế này, kỹ thuật mốc thời gian, ngày 28. Chắc chắn là có. Thầy không chém gió đâu, được chưa? Sẽ có, ngày 29 nha. Kỹ thuật mốc thời gian nào. Đâu nhỉ? Ồ, đâu nhỉ? Thầy có chứ con này mà. Đâu anh em nhỉ? Tôi bảo cho không nhục được. Cái này là phải chuẩn. Đâu ấy nhỉ? Trang bao nhiêu ấy nhỉ? Chữa rồi. Thầy có cơ, thầy còn quay video chứ con này mà. Từ từ. Không phải. Cảm giác nhục dần đều. Từ từ bình tĩnh. Từ từ. Thầy đã tìm được cho các em. Bình tĩnh. Có. Có chưa câu này? Đây! Xong chưa? Trang 166. Các bố nhìn đi, được chưa? Nó tương tự thôi. Các bạn nhìn luôn này. Giao điểm ở 4 chưa? Cùng có giao điểm là 4 này. Thằng này đi qua giao điểm. Các bạn nhìn chưa? Giống hệt cái câu đồ thị nhá. Nhìn này. Đây này, đồ thị là người ta bắt đầu lấy từ đây. Đây này, đồ thị là người ta bắt đầu lấy từ đây. Được chưa? Thầy lấy thì xa hơn. Có đúng không nào các em? Nhìn thế này. Gặp nhau này, được chưa? Đi một thằng đi qua giao điểm, thằng kia đi qua cân bằng cái này. Đây là cái đường T2 của bài toán đây này. Được chưa? Nói này. Thấy chưa? Người ta yêu cầu tìm biên độ thôi, đáp án D là 80 này, được chưa? 80 này. Đấy, thấy chưa? Hình như này. Ủa, đấy, thấy chưa? Đấy, câu này còn khó phết này, câu làm khó phết này. Thấy chưa? Thầy chữa hết rồi. Xong. Được rồi. 40. Nào, một lần nữa thầy lại xin phép cái câu này. Bởi vì thầy nói rồi, gần đây nhất thì chuyên Vinh cho thi câu này năm 2018, được chưa? Và xa xôi hơn nữa là Sở Nam Định quê thầy, được chưa? Cho thi câu này năm 2016 nha.
Rồi ôi, nào, chiến, được chưa? Chúng ta cùng chiến. Nào, chiến nhá. Phạm Thị Hồng Ngọc, sách thầy hay đọc không chán chứ sách khác đọc được 3 ngày. Ok, chiến. Nào. Có phải thầy chữa đến mấy lần rồi này, xem là lần này thầy chữa thì có biết làm không, thầy lại toang, thấy chưa? Thầy thật nhá. Ai mà giải câu này không chắc tay ấy là giải sai. Ai mà giải câu này không chắc tay là giải sai. Lambda lớn hơn 30 cm. Đúng không các em nhỉ? Và khoảng cách AB là bằng 30 à 20 cm. Không chưa? A gần nguồn hơn sóng truyền từ A đến B. Không chưa? Rồi, M và N là hình chiếu của AB lên trục OX. Tức là nó chỉ mô tả lại cái chuyển động của A và B thôi. Các bạn hiểu cái sóng cơ như này này. Đấy chưa? Đấy. Đấy, A và B là các điểm lên xuống lên xuống lên xuống, thì cái hình chiếu của nó theo phương thẳng đứng nó cũng di chuyển theo đúng không? Thì M và N là hình chiếu thôi. Hiểu không? Sóng cơ lên xuống thì hình chiếu sang thì nhìn cũng lên xuống theo cái điểm AB chưa? A lên thì M lên. B lên thì N lên, đấy chưa? Rồi, XN chính là mô tả của điểm gì các bạn? Điểm B, đấy chưa? XN này, thầy viết nhanh nhá. Có là A góc 60 độ là XN. Vận tốc tương đối của N so với M. Vận tốc tương đối là hiệu VN trừ VM, đấy chưa? Vận tốc tương đối là hiệu, nghe chưa? Vận tốc tương đối là hiệu. Xong chưa? Nha. Thì sẽ là bao nhiêu các em? B góc 120 độ và cho omega để vô tình nó lại cho omega ở đây, nghe chưa? Thì omega là 20 pi, f là bằng 10 Hz. Xong chưa? Đấy, d bằng 20, f bằng 10. Yêu cầu tìm tốc độ truyền sóng thì V bằng lambda nhân với F. Tìm có thầy lambda là xong, đúng chưa? Bây giờ xử lý ở đây là xử lý dưới dạng vector, nghe chưa? Xử lý ở đây là xử lý dưới dạng vector. Các em nhìn thế này, bắt đầu vẽ thầy nha. Thằng này XN là góc 60 độ, XN đây. Góc 60 chưa? Góc này là góc 60 độ. VN thì như nào? Ta phải cần tìm VN đúng không em nhỉ? VN thì sớm pha hơn 90 độ. Đấy chưa? Đây là VN này. VN là sớm va hơn 90. Góc này 90 thì vô tình góc này là bằng 30 độ. Xong chưa ạ? Xong nhá. Xong. Bây giờ VM ở đâu? Các bạn nhìn luôn, do sóng truyền từ A đến B nên là A sớm va hơn B. A sớm va hơn B thì M cũng sớm va hơn N. Đấy chưa ạ? M cũng sớm va hơn N. Nghe chưa? Đấy. Vậy thì VM cũng sẽ sớm va hơn VN. VM là sớm va hơn VN. Đấy, sớm va hơn VN. Và các bạn nhìn luôn này, VN trừ VM là B góc 120. B góc 120 thì nó ở đâu nào các bạn nhỉ? Góc 120 đâu đó nó nằm ở đây. Thầy sẽ vẽ bừa cái này nha. Được chưa? Đây là VN trừ cho VM. Được chưa? Nó là góc 120. Cái này hơi khó, cái phải hình dung nha. VN trừ VM. Và các em phải hiểu này, VN trừ VM nó là tổng hợp của VN và âm VM. Được chưa? VN trừ VM là tổng hợp của VN và âm VM. Bây giờ các bạn có hai vector, các bạn phải tổng hợp cho thầy vector còn lại, được chưa? Có vector thành phần và có vector tổng hợp, phải tổng hợp lại sang thằng còn lại. Ví dụ các em nhìn luôn nào. Ví dụ các em nhìn tổng hợp nhá. Đây là x1 này, được chưa? Đây là x1 2 này, đúng không? X1 2 là tổng hợp của x1 x2. Các em phải biết cách vẽ ngược lại, được chưa? Vẽ ngược lại để ra được cái thằng gì các em, x2 thì tổng hợp nó mới là theo quy tắc gì các em nhỉ? Hình con nhà bà hành, được chưa? Ta có thằng thành phần, ta có thằng tổng hợp, thầy tắt này đi nha. Ta có thằng thành phần là thằng VN, ta có thằng tổng hợp là VN trừ VM. Tổng hợp lại thầy nào? Đấy là thằng VM, thằng âm VM nào. Tổng hợp lại theo quy tắc hình con nhà bà hành, được chưa? Đây này. Các phải cố gắng vẽ nha, vẽ bằng được thì thôi. Đây là trừ VM. Nghe chưa? Và đây là tổng hợp lại. Xong chưa nhỉ? Nhìn thấy không? VN và trừ VM tổng hợp lại ra VN trừ VM. VN trừ VM nó cũng là tổng hợp thôi. Nó tổng hợp của VN cộng với lại âm VM. Xong chưa? Nó khó không? Nó khó chứ.
Và các bạn nhớ luôn là hai cạnh này bằng nhau. Được chưa nhỉ? Hai cạnh này bằng nhau. Bởi vì các bạn hiểu là vận tốc cực đại bằng nhau. Đúng không ạ? Độ dài vector là biên độ của dao động. Nhớ chưa? Độ dài vector là biên độ dao động. Vn max và Vm max là bằng nhau. Độ dài vector là biên độ của dao động. Nhớ chưa? Độ dài vector là biên độ của dao động. Nhớ chưa? Hai cạnh này bằng nhau. Nếu các em không chú ý hai cạnh này bằng nhau là các em không thể giải được. Và tổng hợp theo quy tắc hình bình hành, hai cạnh này cũng bằng nhau. Đúng chưa? Và nhìn tiếp này, góc này là 120, góc này là 30 thì góc này lại là 30 tiếp, bởi vì tổng ba góc là 180. Được chưa? Nhớ nhá, 30 30, đây là 120, đủ chưa? Do cái VN trừ VM nó góc là 120 nên nó hợp với cái tia OX này này. Được chưa? Đấy là 120, nghe chưa? Đây là 30, đây là 30 tiếp. Xong chưa? Tiếp tục, đây mà là 30, đây là 60. Từ từ nhá, bắt đầu em phải cái đầu các em phải cộng góc. Cộng góc cẩn thận nào. Góc này bao nhiêu? Đố các em nhìn được. Đố các bạn nhìn được cái góc ti ti này bao nhiêu nào thì mới tổng hợp được tổng tất cả độ lệch pha. Đúng chưa? Độ lệch pha giữa VN và âm VM nó to lắm cái này, nó rất là to. Đố các em nhìn được góc đấy là bao nhiêu nào? Nhìn được không? Sao mà nhìn được? Bởi vì thầy vẽ hình bị sai mất rồi. Thầy vẽ hình bị sai mất rồi thì các em không nhìn được đâu. Nhìn thế này, tam giác này là một tam giác cân, đúng không ạ? Thì góc này cũng là 30 độ nữa. Thầy vẽ hình sai rồi, các em không nhìn được đâu. Ôi dồi ôi. Thầy vẽ cái âm VM này sai vị trí rồi. Cái âm VM này bên trên này, được chưa? Vì đây là hai góc so le trong, góc này bằng 30 độ thì nghe nó hơi vô lý. Đúng không? Thôi vẽ hình sai rồi, có nên vẽ lại không? Được chưa? Đây 30 độ nhá. Bây giờ các em cố gắng tưởng tượng đi. Do thầy vẽ âm VM bừa nên âm VM thực tế là ở bên trên. Góc này và góc này này thì không muốn vẽ ra nữa này. Bút đỏ đâu? Nó là hai góc so le trong. Được chưa? Nó là hai góc so le trong đây này. Đây này. Các bạn nhìn không? Thấy chưa? Góc này này, góc này này. Bút đỏ hết mực nữa. Đây. Được chưa? Nó là hai góc so le trong này. Góc này, góc này là so le trong đúng không các em? So le trong. Góc này 30 chứng tỏ VN và âm VM lệch nhau 60. Đây là 30 cộng tiếp 30 là 60 thì không muốn vẽ lại hình nữa, được chưa? VN và VM lệch nhau là 60 thì đây là âm VM thì VM sẽ kéo dài sang đây. Đúng không các em? VM và âm VM là đối nhau. Góc này là 60 thì góc này là 120, nhìn nó hơi vô lý nhá. Được chưa? Đúng không ạ? Đây là 30, đây đỏ, góc đỏ là 30 tiếp bởi vì so le trong với thằng này, với tam giác này cân, đúng không ạ? Nó lại cân. Đây 30, đây cũng 30. Các ông hiểu không? Đây 30, đây 30 thì góc này là 120 chưa? À góc này là 30 chưa? So le trong. Đây 30 mà VM và âm VN đối nhau. Đây là 60, đây sẽ là 120. Vậy các bạn có được là VN và VM lệch nhau 120 độ thì sẽ có được là XN và XM lệch nhau cũng là 120. Góc lệch của vận tốc là góc lệch của ly độ luôn. Hai thằng này lệch nhau 120 thì khoảng cách D của nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Nhìn cho kỹ này. Lệch nhau 120 thì các bạn lấy cho thầy là chia cho 360 thầy. Nhớ chưa? Chia 360 độ. Nó chính là bằng lambda chia 3. Nhưng nó có thể quay nhiều lần như này nên phải cộng với K lambda. Nghe chưa? Cộng với K lambda. Chuẩn là cộng với K lambda. Nhưng thực tế tí sẽ biết cái K này bằng 0 đấy. Được chưa? Và D là bài cho rồi. Bằng 20. D bằng 20. Đúng không ạ? Có thể suy ra trường hợp với K bằng 0 thì lambda là bằng 60. Được chưa? Thầy đang muốn các em là hiểu bản chất sâu xa thôi. Bởi vì cái vector này có thể quay nhiều vòng nữa nên phải cộng với họ nghiệm của thầy là K lambda. Nhưng rất may là chỗ này người ta cho lambda lớn hơn 30 này. Lambda lớn 30 thì lambda bằng 60 là hợp lý chưa? Nếu mà K bằng 1 thì chắc không đủ. Nghe chưa? Nếu K bằng 1 nhìn này, chia cho này. 1 cộng 1/3 thì cái lambda bị 15 thì nó nhỏ hơn 30 thì vô lý, nghe chưa? Lambda bằng 60 nhân đến 10 là bằng 600. Đúng không ạ? Đáp án chúng ta phải là gì các bạn nhỉ? Đó nó phải là D. Được chưa? D. D. Nghe chưa? D. Rồi thầy sẽ vẽ lại cho các em xem. Thầy sẽ vẽ lại một lần nữa, yên tâm. Đúng chưa? Nha, hình này nó hơi dối. Bởi vì thầy cũng chưa nháp câu này. Nên là không chủ động làm nó. Đây này, VN trừ VM là bằng B góc 120. Được chưa? XN
bằng A góc 60. Làm câu này phải rất trì đấy, không đùa đâu các em ạ. Được chưa? Phải là một người tỉnh táo. Nên là người ta cho câu này có 40 đấy các ông ạ. Đấy nhá. XN có pha là 60 đúng không? Đây, XN có pha là 60. Góc này là 60 độ. Được chưa? Các bạn thấy chữa trong nhóm livestream rồi mà. Đây. Mà cái này phải vẽ bé thôi, kinh nghiệm. Cái này phải vẽ bé thôi. VN do cái này là góc vuông, vận tốc là sớm pha 90 sau ly độ chưa? Con này 30. Đấy, VN trừ VM có pha là 110 thì vẽ cái này to ra nhá. Thì mới hợp lý này đúng không? Cái này vẽ ngắn thôi, cái này vẽ dài ra. Tổng hợp của VN cộng với âm VM đúng không ạ? Nó là 120, góc này là 120. Đấy. Vẽ như này thì hợp lý này, được chưa? Thì vào đúng này thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng đi thi các em phải hiểu là thực chiến nào có mấy ai vẽ được chuẩn đâu, đúng chưa? Nên làm là phải tinh ý. Nào, tổng hợp theo quy tắc hình có nhà bà hành, được chưa? Hình có nhà bà hành, nghe chưa? Nào, tổng hợp theo các hình bình hành nha. Đây. Ta ra được đây là trừ VM. Đúng không ạ? Đi thi nào mấy ai vẽ được chuẩn ngay từ đầu đâu các em? VN cộng với âm VM là ra được cái tổng hợp chưa? Nha. Và các bạn phải nhớ này, cái khó nhất của bài toán này, các em biết là gì không? Cái khó nhất của bài toán này nha, là phải biết được hai cạnh này bằng nhau. Độ dài vector là biên độ của dao động. Và hình bình hành thì hai cạnh đối nhau bằng nhau. Phải nhớ cái điều đó nha. Phải nhớ thầy, độ dài của vector là biên độ của dao động. Nghe chưa? Và góc này là 30 độ nữa. Đúng không? Đây là 120, đây là 30, đây là 30. Được chưa? Đây đã là 30 độ nữa, tam giác cân, đây là 30 độ. Và so le trong, cái này lại là 30 độ tiếp. Đúng không? Và các em thấy luôn này, VN và âm VM lệch nhau 60 chưa? Âm VM thì VM là phải hướng xuống, đúng không ạ? Hai cái này phải đối nhau. Đây là âm VM, đây là VM. Vậy các em nhìn luôn này, VN và VM lệch nhau góc này. Đúng không? 30, 30, đây là hai đường thẳng đối nhau. Thì góc này nó phải là 120. Thấy chưa? Làm cái này rồi thì nói làm gì? Làm được rồi xong làm lại lần nữa thì nói làm gì? Đúng không? Có được là VN và VM lệch nhau là 120 độ. Đúng ạ? Đây là VN, VM lệch nhau 120. Góc lệch của vận tốc là góc lệch của ly độ. Ly độ cũng lệch nhau là 120. Đúng ạ? M và N lệch nhau 20. 120 thì A và B lệch nhau 120 chưa? Chính là lambda trên 3. Đúng ạ? Lấy 120 chia 3, 60 là 3/3 chưa? Và D bằng 5/3. Suy được là A bằng 60. F bằng 10. Đúng ạ? V bằng 600. Hết. Xong chưa? Đấy. Hết. Thầy nói thật với các em. Do thầy nói rồi mà thầy thực chiến. Được chưa? Nên là cái hình vẽ thầy chưa hề nháp trước. Nên thầy không thể hình dung ra được là nên vẽ tỷ lệ như nào cho nó hợp lý. Được chưa? Thầy chưa hề nháp trước nên là thầy không biết được căn tỷ lệ như nào cho nó hợp lý. Mà sau khi một lần phát thầy sẽ vẽ đẹp ngay, đúng không? Thế nha. Phê không? Nhìn thấy chưa? Bài toán không dòng. Không dòng đi nhá, được chưa? Đừng nhìn cái này, nhìn cái này. Không dòng là ra ý tưởng chỉ một cái hình thôi. Được chưa? Nào, phê không? Đâu, mấy cái thằng này. Nó thực ra nó chỉ là tổng hợp dao động. Nghe chưa? Nó thực ra là tổng hợp dao động thôi. Nhưng mà nó hơi khó vì bạn nào chưa học quen thầy. Để học giỏi cái này này, các bạn phải lật lại cái live stream. Được chưa? Livestream về tổng hợp dao động ở chương 1 ấy. Cái này là muốn hiểu được ấy là phải hiểu về dao động cơ. Thực tế cái là tổng hợp dao động cơ mà. Những bạn nào học chương 1 chưa tốt đừng có loi choi học mấy câu này, được chưa? Bởi vì học được câu này là phải tốt, rất tốt chương 1. Được chưa? Rất tốt chương 1. Nó có 40 cơ mà. Các ông bình tĩnh, được chưa? Bình tĩnh, được chưa? Phải học tốt chương 1, học về học lại các livestream về dao động cơ của thầy, nhất là mấy cái dao động cơ về tổng hợp dao động ấy, nghe chưa? Tổng hợp dao động. Đấy, nó là tổng hợp vector, các em hiểu chưa? Là tổng hợp dao động.
ơ cái thằng Minh Ngọc này bị ngu à em, trời ơi hai đoạn này bằng nhau à. Thì hỏi em nhá, em vẽ một cái thằng x1 đúng không, thì độ dài vector này có phải là bằng biên độ không? Độ dài vector là biên độ dao động. Bây giờ em vẽ thằng V đúng không, thì có phải đây là V max là omega nhân với A không? Đúng chưa? Độ dài vector là biên độ của dao động, được chưa? Biên độ của x là A, cạnh này có độ dài bằng A, vận tốc chưa? Độ dài vector là biên độ của vận tốc. Biên độ vận tốc có phải là omega A không? Thì omega và A thằng nào chả giống nhau, thì cạnh nó bằng nhau. Thế mà cũng không biết, ngu học. Rồi 40 không đùa được, 40 không đùa được, nghe chưa? Rồi. Sao thế nào? Còn lăn tăn gì đề này không? Trước khi hỏi là phải nghĩ, được chưa? Trước khi hỏi là phải nghĩ. Đây này, thằng Minh Ngọc nó hỏi câu đó ấy, chứng tỏ bản chất là bằng số 0. Thằng này bản chất bằng số 0, được chưa? Hỏi câu vẫn rất vớ vẩn, được chưa? Bản chất bằng số 0 nha. Phải hiểu, khi vẽ vector là phải hiểu hình chiếu của vector, được chưa? Là ly độ, được chưa? Ly độ là hình chiếu của vector xuống trục hoành, và độ dài vector là biên độ dao động. Học những cái đấy mà các em không nắm chắc bản chất ý, thì thôi đừng có học nữa, đừng có cố gắng làm. Ly độ là hình chiếu của đỉnh vector xuống trục hoành, và độ dài vector là biên độ. Học cái này ai sẽ biết, đúng không? Mình học ngu học, ngu học. Tại đề không cho, đề mà cho thì nó làm gì? Cái khó nhất ở đây là phải biết được hai cái này bằng nhau, đúng không? Đề mà cho thì nó làm gì nữa? Đề mà cho thì thôi, được chưa? Thì làm gì nữa, đúng không? Rồi ôi, đề mà cho thì làm cái gì? Đề mà cho hai cái này bằng nhau ấy thì khỏi phải làm. Dễ quá, để cho các em, dễ quá. Rồi ôi. Xong nhá. Đề mà cho thì làm gì nữa, đúng không? Nó hack là hack ở chỗ này này các em này, nó hack là hack ở hai cái bằng nhau này này. Cái khó nhất nhìn được, phải tinh tế, cái này phải rất tinh tế, học phải rất hiểu bản chất thì mới làm cái câu này nhá. Phải hiểu được hai cái này bằng nhau. Cái khó nhất bài toán này, khó nhất của bài toán này không phải là vẽ hình được cái hình này đâu, mà khó nhất của bài toán này là phải biết được hai cạnh này bằng nhau là khó nhất. Câu này nếu đi thi mức độ tầm 9 điểm thôi, không phải 10 điểm đâu các em ạ. Câu 10 điểm nó khó hơn nhiều, được chưa? Đi thi câu này chỉ 9 điểm thôi nhá. Bạn đừng bỏ, được chưa? Đề thi đại học thực sự nó khó lắm. Câu này chỉ là 9 điểm trong đề thi thôi nhá. Chỉ 9 điểm thôi chứ không thể 10 điểm ở đâu, nghe chưa? Rồi. Nào, thắc mắc gì nữa không? Đấy, hết ngứa mắt rồi. Đúng rồi, đề này là đề tổng hợp các câu khó của đề cũ. Đề này là tổng hợp các câu khó của các đề cũ. Chính xác. Rồi, nghỉ nhá. Còn câu hỏi gì không? Ồ, các bạn ao hết à? Ồ, không biết em ai comment mà ông mạng lag à? Ồ, sao thế nhỉ? Ồ, mạng lag à? Thôi, chào các em nhá. Bye bye, chúc các em ngủ ngon. Ngày mai, ngày chủ nhật, chúc các em một ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, nghe chưa? Học tập hiệu quả nha. Thôi mai chơi đi, học hành gì? Cả một tuần học hành quá nhiều rồi, mai nghỉ chơi, nghe chưa? Ở tối mai rồi xem thầy livestream chữa cái gì thì chữa nha. Đấy, cố gắng bây giờ thầy sẽ livestream ngày lần cho các em. Bây giờ cố gắng ngày nào cũng like nha. Ok, thầy cảm giác dạo này thầy rất nhiều năng lượng, thầy phải cần cho nó
giải tỏa bớt nha. Ok, chào các em nha. Bye bye nha.